Vâng, xin mời chào quý anh em nhé. Trên tay mình đây đang là một chiếc Zippo cao cấp, chủ đề về hình rồng anh em nhé. Một chiếc Zippo có tên là Thúy Long. Cái sản phẩm này thì shop mình về thêm rồi anh em nhé. Nên là anh em muốn đặt thì cứ nhanh tay. Số lượng thì còn đâu khoảng gần chục cây ấy. Đây cũng đủ để cho anh em chơi. Và nếu anh em muốn đặt thêm nữa thì mình lại tiếp tục order về anh em nhé. Sản phẩm này thì nó sẽ phù hợp với những anh em nào sưu tầm. Đấy, nếu mà anh em nào túi rồng hoặc là thích những cái cây Zippo chủ đề về rồng thì sưu tầm rất là phù hợp. Những chiếc Zippo chủ đề về rồng ấy thì shop mình có rất là nhiều anh em nhé, khoảng mấy chục mẫu ấy, khá khá là nhiều đấy. Thì cây này shop mình sẽ ship cho anh em hàng đến nơi thì anh em kiểm tra đúng hàng như trong clip rồi anh em nhận và thanh toán tiền anh em nhé. Đây là một chiếc Zippo cao cấp Armor anh em nhé. Và nó không đơn giản, nó chỉ khác giống như những chiếc Zippo khác, mà cái này thì nó có thêm một số các cái giai đoạn nó khác nữa anh em nhé, nên là giá trị nó cao hơn và đồng nghĩa với việc là nó đẹp hơn anh em nhé. Điểm mấu chốt của sản phẩm thì nó nằm ở cái đây, cái màu xanh này. Con trên đây thì có một con rồng và bên dưới này thì là mô tả nước anh em nhé. Đấy, dưới biển, rồng biển thì người ta gọi là Thủy Long anh em nhé. Ban đầu thì sản phẩm này nó sẽ có màu trắng hoặc là màu vàng anh em nhé, mình cũng không rõ, tại vì là cái công đoạn nhà sản xuất họ làm ra thì họ sẽ không nói cho anh em biết nha, không không nói là cái cách sản xuất nó như thế nào, chỉ dựa trên cái kiến thức và kinh nghiệm của người chơi Zippo người bán rồi mình đoán ra thôi. Thì ban đầu có thể là nó là một cây Zippo trắng bóng hoặc là có thể là một cây Zippo vàng bóng vỏ dày anh em nhé. Sau đấy rồi họ khắc chủ đề này vào đấy, khắc cái chủ đề hình con rồng này, và nó khắc là khắc nổi anh em nhé, khắc nổi 3D chứ không phải là khắc nổi 2D anh em nhé. Thì con rồng nó sẽ có chỗ cao chỗ thấp đấy, chỗ lồi chỗ lõm anh em nhé, mặt con rồng này. Thì như anh em chơi Zippo cũng biết là nếu như khắc thì khắc nổi nó sẽ giá trị cao hơn so với khắc chìm anh em nhé. Thì con này là khắc nổi, và chất liệu của sản phẩm này nó là bằng đồng anh em nhé. Cho dù nó có màu trắng hay màu vàng thì chất liệu của nó, cái vỏ này cũng là bằng đồng. Nó khắc nổi xong rồi, bên trên và bên dưới anh em nhé. Và nó sẽ, cái này là một lớp nhựa epoxy anh em nhé. Nhựa epoxy là một cái loại nhựa mà ban đầu nó mềm anh em nhé, nó dạng như dạng bột nước ấy. Đấy, họ đổ vào xong rồi họ làm cho nó bóng lên như thế này, đánh bóng lên. Và cái nhựa epoxy thì nó có đặc tính là trong suốt anh em nhé, trong suốt như thế này, và nó cũng rất là cứng. Chủ đề rất là đẹp luôn đấy. Đây mặt trước nó đây anh em nhé, mình quay lại cho anh em. Thì có thể là cái cây này nó sẽ đẹp hơn khi mà mình cầm bên ngoài hoặc là cầm ở ngoài trời nắng anh em nhé. Trời nắng ánh sáng chan hòa thì nó màu sắc nó sẽ đẹp hơn so với trên cái phòng mình quay như thế này. Còn nếu mà anh em mua cây này để sử dụng thì về bản chất nó cũng giống như những cây Zippo khác anh em nhé, kín khít. Thì nó có thể cầm xăng khoảng loanh quanh tầm khoảng gần một tuần anh em nhé. Nếu như mình dùng biết cách dùng hơn thì nó còn lâu hơn nữa. Đây là một chiếc Zippo cao cấp xuất Nhật và cái màu trên đây là màu xám bạc anh em nhé, màu xám bạc. Đây, nó như thế anh em nhé, nó màu xám này, có màu trắng bạc nữa. Ở trên đây cạnh thì trên nắp đây anh em nhé. Và sau khi tạo màu xong thì cây này nó còn có thêm một cái lớp keo đấy anh em nhé, lớp keo đổ bóng này. Thì lớp keo bóng này có cái tác dụng là hạn chế cái việc mà bám vân tay vào cái lớp mạ bạc này anh em nhé, mạ bạc cái này cũng gọi là mạ bạc gia cố ấy. Đây, bên dưới này thì có chữ ký. Về cái mặt sau của nó thì cũng có chủ đề anh em nhé, thì mình cũng sẽ bóc ra cho anh em. Anh em nào muốn lấy cây này thì có thể kích vào đường link bên dưới phần bình luận và mô tả thì có thể đặt luôn ở trên website của shop cũng được. Hoặc là anh em muốn xem ảnh, xem clip thì trên website mình cũng đã có ảnh rất là rõ ràng chi tiết rồi anh em nhé. Cái bộ ảnh sản phẩm này thì mình cũng đã chụp rất là chi tiết, mình đã dành ra một buổi để đi chụp rồi anh em nhé. Mặt sau của nó thì cũng có chủ đề về rồng này, những con rồng. Mặt sau thì có những cái biểu tượng vân sóng anh em nhé, sóng bằng gỗ và có một chữ Zippo bên trên. Đây.
Về cái mộc đáy sản phẩm thì cây này là mộc đáy lùi anh em nhé, và nó là hàng Amor, được sản xuất năm 22. Thì hiện tại shop mình có vài cây năm 22, vài cây năm 23, thì 22 với 23 thì cũng không không quan trọng anh em nhé. Nét chữ rất là rõ ràng, chi tiết và sắc nét. Những cái cây Zippo mà có kiểu như là mạ bạc giá cổ ấy, hoặc là giá copper ấy, thì nó thường là có mộc đáy ở bên trong này, nó lem lem những đen đen những các cái chữ bên trong anh em nhé. Để nó như thế. Cây này thì mình đánh giá cũng rất là đẹp, rất là phù hợp với những anh em nào mua để sưu tầm anh em nhé. Và bây giờ mình test âm một chút cho anh em nghe. Bánh xe bén anh em nhé. Về âm thanh thì mình cũng sẽ không hứa được với anh em là âm nó sẽ hay như thế nào, tại vì tùy từng cây, tùy từng chiếc, tùy từng dòng, âm thanh nó sẽ khác nhau anh em nhé. Ở bên trong thì những cái dòng mà mạ bạc giả cố như thế này thì thường là cái màu bên trong nó sẽ đen như thế này anh em nhé. Đấy, không thành vấn đề. Bên trong thì công ty sản xuất ra nó cũng không chú trọng bên trong anh em ạ. Sản phẩm này được sản xuất cùng năm 22. Chữ cái thì ABC lệch nhau mấy tháng anh em nhé. Ruột này thì bằng thép chuyên dụng. Những cái ruột như thế này thì rất là đại trà rồi anh em nhé. Anh em xem những cây Zippo mà tầm khoảng giá tầm khoảng loanh quanh gần 1 triệu cho đến mấy triệu ấy, thì ruột nó có màu trắng thì nó cũng thường như thế này anh em nhé. Cây này có cổ đá cao bằng đồng này, bánh xe cắt xéo mặt sau của ruột này. Anh em dùng cái này nếu mà ruột của nó mà bị gãy ấy, thì anh em cứ liên hệ với shop mình, shop mình sẽ bảo hành miễn phí cho anh em nhé, nên là anh em yên tâm. Cái lưới gà này thì nó có chịu nhiệt của lửa anh em nhé, lâu ngày thì nó sẽ sinh ra là mòn và nó gãy, thì mấy năm sau nó gãy thì shop mình vẫn bảo hành cho anh em, là anh em yên tâm. Hiện tại cái sản phẩm này thì anh em muốn lấy thì cứ gọi điện theo cái số đang chạy bên dưới màn hình nhé, shop mình sẽ ship được cho anh em. Và một chiếc Zippo cao cấp xuất Nhật này hiện tại shop đang phân phối giá là 1.850.000 đồng anh em nhé, 1.850.000 đồng. Mã số sản phẩm là XN40 anh em nhé, anh em muốn lấy thì alo cho shop. Cây này thì theo mình là anh em mua để sưu tầm thì phù hợp, sử dụng cây này thì cẩn thận không mất anh em nhé. Ok, em muốn lấy thì alo cho shop. Anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh và một like nhé. Mình chào tạm biệt.